tăng cường quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng mọi nguồn lực thu dung tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19. Tan máu bẩm sinh di chuyển gây nhiều gánh nặng. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký chỉ thị số 02 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Chỉ thị nêu rõ, hiện cả nước vẫn còn 22.000 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ chưa đáp ứng điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Thực trạng trên cho thấy, việc kiểm soát giết mổ chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt nguy cơ giết mổ động vật chết, động vật mắc bệnh và mất an toàn thực phẩm là rất lớn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại chỉ thị số 17 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh COVID-19 bùng phát trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng thời chuẩn bị diễn tập tình huống khẩn cấp kích hoạt bệnh viện dã chiến số 13. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn ra phức tạp, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tiếp tục lấy mẫu giám sát trong cộng đồng, bệnh viện để giải trình tự gen nhằm phát hiện sớm các biến thể mới. Sở Y tế giao các bệnh viện và trung tâm y tế chủ động rà soát các điều kiện, bảo đảm thu dung điều trị các ca bệnh COVID-19, lập danh sách nhân viên y tế sẵn sàng tham gia bệnh viện dã chiến số 13 khi được điều động. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết từ ngày 15 tháng 2 năm 2023, một số trường hợp mắc bệnh nặng được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đó là người không may mắc một số bệnh liên quan đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn S theo quy định. Các trường hợp khác cũng thuộc đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội một lần là người không may mắc các bệnh có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát, không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ sinh hoạt nhu cầu cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn. Thưa quý vị, trẻ em dưới 6 tháng tuổi có nguy cơ nhập viện do cúm cao nhất so với trẻ em ở các độ tuổi khác vì còn quá nhỏ. Vaccine cúm không được chấp thuận sử dụng cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi, nên việc bảo vệ trẻ ở lứa tuổi này khỏi bệnh cúm là đặc biệt quan trọng. Em bé 2 tháng tuổi này được nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, biến chứng viêm phổi phải thở máy. Bé bị lây nhiễm cúm từ chị gái và chuyển biến bệnh nặng rất nhanh trong khi chị chỉ vài ngày khỏi bệnh. Có khó thở với lại thở nhiều ấy, thở nhanh ấy. Tối đến thì nó ho nhiều hơn, nó lại kèm theo chớ nữa. Điều trị ở huyện thì chưa thấy tiến triển lắm. Thế là bác sĩ cho về được 2 ngày thì là cháu lại đi ra đây ạ. Trẻ dưới 6 tháng tuổi sức đề kháng kém, trong khi đó trẻ chưa được tiêm phòng cúm nên việc lây nhiễm cúm rất nhanh. Khi đã bị lây cúm bệnh thường chuyển biến nặng sang viêm đường hô hấp và đặc biệt là bệnh viêm phổi. Với những cái em nhỏ mà có các biểu hiện viêm phổi và suy hấp sẽ dẫn tới cái tình trạng đó là thiếu oxy máu. Thiếu oxy máu thì sẽ gây ra rất nhiều các cái hậu quả ở các cái tổn thương các cơ quan khác nhau. Và nếu như trong các cái trường hợp mà suy hấp nặng kéo dài mà không được cấp cứu kịp thời thì có thể dẫn tới tử vong. Khi một người nào đó bị cúm ho, hắt hơi hoặc giao tiếp, virus sẽ di chuyển trong không khí. Em bé có thể bị nhiễm nếu hít phải. Để ngăn chặn trẻ dưới 6 tháng tuổi bị lây cảm cúm, cách tốt nhất là các phụ huynh lưu ý đảm bảo những người tiếp xúc gần gũi thường xuyên với trẻ đều được tiêm phòng cúm. Đặc biệt, các thành viên trong gia đình và những người trông trẻ, nó sẽ làm giảm nguy cơ virus lây lan sang cho bé. Thưa quý vị và các bạn, tan máu bẩm sinh hay thalassemia là bệnh di truyền có tỷ lệ cao nhất trên thế giới và ở cả Việt Nam. Căn bệnh này đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người bệnh, gây nên hậu quả nghiêm trọng trong việc duy trì nòi giống. Chị Hồng Gấm nay đã ngoài 40 tuổi, mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh. Căn bệnh này đã gây cho chị nhiều thiệt thòi. 5 tuổi, chị đã phải nhập viện và từ đó đến nay, chị phải chịu nhiều biến chứng nặng nề. Giọng nói không tròn vành, chậm phát triển thể chất và suy tiến nội tiết nên phải liên tục truyền máu, thải sắt thường xuyên. Phát hiện bệnh từ năm 5 tuổi và tôi cũng đi truyền máu. Với lại đi điều trị ở viện huyết học cũng như trước đây là ở bệnh viện Nhi
cho đến sang đến Bạch Mai và bây giờ về huyết học thì tôi cũng đi khá là thời gian khá là dài rồi, cũng khoảng hơn 20 năm. Chúng tôi cũng rất là khó khăn trong việc đi xin việc, bởi vì bản thân chúng tôi bị bệnh thì cái bệnh này nó chỉ có thời điểm ấy, cứ 2-3 tháng là chúng tôi phải đi truyền máu rồi, nên là cái thời gian để dành cho công việc nó quá là rất là khó khăn. Đến ở nhà thì cũng không làm được những việc nặng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cứ khoảng 7% phụ nữ có thai mang gen bệnh tan máu bẩm sinh thì 1,1% có nguy cơ sinh con bị mang gen bệnh này. Mỗi năm có khoảng 60.000 đến 70.000 trẻ em sinh ra bị chứng bệnh tan máu bẩm sinh ở mức độ nặng. Khi mà mắc bệnh thì trẻ sẽ phải truyền máu suốt đời, từ lúc sinh ra đến hết cả cuộc đời. Và khi mà bệnh nhân không truyền máu đầy đủ hoặc là không thải sắt theo hướng dẫn của bác sĩ thì gặp bệnh sẽ gặp rất nhiều biến chứng. Trong đó là biến chứng quá tải sắt là một trong những cái biến chứng mà nó sẽ gây rất là nhiều hậu quả. Đầu tiên là những cái biến chứng về tim mạch, sau đó là những biến chứng về nội tuyến nội tiết và một số những cái biến chứng cơ quan khác như xương, khớp, là bệnh nhân sẽ gánh rất là nhiều những cái hậu quả của việc quá tải sắt. Tan máu bẩm sinh là bệnh di truyền có gen lặn trên nhiễm sắc thể thường, do vậy tỷ lệ nam và nữ bị bệnh như nhau. Khi cả vợ và chồng cùng mang gen bệnh thì mỗi lần sinh con có 25% nguy cơ con bị bệnh, 50% khả năng con mang một gen bệnh và 25% khả năng con bình thường. Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh bệnh tan máu bẩm sinh, những cặp vợ chồng, đặc biệt là những bạn trẻ trong độ tuổi sinh đẻ, nên chủ động xét nghiệm, tầm soát gen bệnh càng sớm càng tốt. Người mang gen bệnh cần được tư vấn và quản lý nguồn gen để tránh sinh con ra bị bệnh thể nặng. Thưa quý vị, nhu cầu ghép mô tạng ở Việt Nam là rất lớn. Cả nước hiện có hàng chục ngàn người bị suy thận mạn cần được ghép. Trong số đó đã có những bệnh nhân may mắn nhận được những quả thận của người thân bạn bè để duy trì sự sống tưởng chừng quá đỗi khó khăn. Những bệnh nhân chạy thận đã hồi sinh từ quả thận hiến tặng. Cách đây 5 năm, khi phát hiện suy thận giai đoạn cuối, bà mẹ trẻ này suy sụp hoàn toàn vì không thể nghĩ mình rơi vào thảm kịch. Con đường lựa chọn duy nhất là chạy thận phần đời còn lại. Tuy nhiên do thể trạng yếu, tinh thần hoang mang tột độ đã khiến bệnh nhân tưởng không qua khỏi căn bệnh suy thận mãn. Rất may, bệnh nhân đã nhận được một quả thận của một người thân. Và vậy là cuộc sống của chị đã hồi sinh. Nó làm cho mình đang ở cái trạng thái của mình bình thường, mà mình cảm thấy mình rơi tụt xuống dưới. Làm cho mình không còn một cái động lực nào luôn ấy. Đến lúc khi mà thực sự nó là cái duyên gắn kết được cho em với những người, với người mà hiến tặng em ấy. Cái điều đấy là cái điều vô cùng em hạnh phúc. Và những người bạn giúp đỡ em trong cái quá trình em thực sự luôn, đến lúc đến bây giờ kể mà em vẫn rớt nước mắt. Sau 5 năm ghép, một quả thận của một người khỏe mạnh, cân nặng của bệnh nhân tăng, sức khỏe ổn định, bệnh nhân có thể làm việc bình thường, kiếm tiền nuôi sống bản thân. Bệnh nhân nam này cũng may mắn khi được nhận một quả thận từ một người đồng nghiệp. Sau 5 năm ghép thận, anh đã có cuộc sống như người bình thường. Cả hai bệnh nhân được ghép thận, họ là những người may mắn trong hàng chục nghìn bệnh nhân khác trên cả nước đang chờ được ghép thận. Bạn ấy là trong quá trình công tác cùng nhau, gọi là đi làm cùng nhau, thì bạn ấy thấy cái hoàn cảnh của mình thì bạn ấy gọi là giúp đỡ và cảm thấy cái sức khỏe của bạn ấy ổn thì bạn ấy hiến cho mình. Không có gì gọi là quý hơn là cái đó, ngoài cái tình nghĩa anh em rồi các thứ. Bởi vì con người có hai quả thận thì một quả là nghỉ ngơi, một quả là để làm việc. Họ có cho hiến thì đấy là một cái hình thức nhân văn cao cả, không phải ai cũng làm được điều đấy đâu. Hiện nay, nguồn tạng hiến từ người cho chết não, số lượng vô cùng hạn chế. Vì vậy, nguồn thận cho từ người thân, bạn bè cũng vô cùng quan trọng để cứu sống những bệnh nhân suy thận mãn. Theo nghiên cứu, người hiến thận, quả thận còn lại có sự tăng hoạt động ở mức 70% sau thời điểm hiến thận 2 tuần, thậm chí tăng lên 75-85%. Khi theo dõi lâu dài. Do đó khi hiến thận, người hiến vẫn sống khỏe mạnh do quả thận còn lại tăng cường hoạt động, bù đắp cho thận đã mất. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.